Hi everyone, this is Lan from Miss Lan English. Welcome back to my English lesson. Xin chào các bạn và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chủ điểm từ vựng về quần áo và sau đó thì chúng ta sẽ luyện nói một chút về phong cách thời trang của mình nha. Okay, vocabulary about clothes. Đối với cái từ clothes này thì chúng ta tra từ điển, chúng ta sẽ thấy có hai cách phát. Cách thứ nhất đó là clothes và cách thứ hai đó là clothes. Ok, cách nào dễ hơn? Chắc chắn là cách thứ hai rồi, đúng không? Chúng ta không cần phát cái z mà chúng ta chỉ cần có âm z, clothes là được. Ok, nên các bạn có thể phát clothes khi mà chúng ta nói về quần áo. Và từ clothes này chúng ta chỉ có một tiếng thôi nha, không có ai đọc clothes hết. Ok, everybody listen and repeat. Clothes. So let's learn vocabulary about clothes, okay? So we have, chúng ta có một cái bộ đồ vest, thì chúng ta có từ gì? Very good. We have a suit. Yes. Chúng ta có cái cà vạt là gì? Yes. A tie. Quần tây chúng ta mặc. Yes. Trousers. Quần jeans các bạn mặc. Ta kêu bằng quần jean đó phải không? À, chúng ta không cứ kêu bằng quần jean nha. Trong tiếng Anh thì chúng ta đọc là jeans. 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 Đối với quần có hai ống nên chúng ta sẽ không có ờ, mà các bạn thấy là cái từ nó có S ở phía sau nó, đúng không? Chúng ta có kính râm, kính mát là gì? Sunglasses. Ok. Và chúng ta có cái váy ngắn là gì các bạn? Yes. A skirt. Very good. Và chúng ta có giày thể thao là gì? Yes. Trainers. Or từ tiếng Mỹ thì chúng ta có sneakers. Ở đây là tiếng Anh. Trainers. Giày thể thao. Ok. Và chúng ta có áo len chui đầu. A jumper. Very good. Cái váy. A dress. Cao khoác, a jacket, và quần sọt, shorts. Cái gì quần thì nó có hai ống nên chúng ta không có ờ nha. Và chúng ta có áo sơ mi là gì? A shirt. Các bạn chú ý đến phần phát âm. Ai chưa học phần phát âm thì các bạn hãy học phát âm và sau đó nhìn vào phiên âm để chúng ta đọc chính xác một từ như thế nào nha. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và lặp lại. A suit. A suit. A tie. A tie. Trousers. Trousers. Jeans. Jeans. Sunglasses. Sunglasses. A skirt. Trainers. Trainers. A jumper. A jumper. A dress. A dress. A jacket. A jacket. Shorts. Shorts. A shirt. A shirt. Very good, everyone. So now let's practice speak. I have four questions. Cô có bốn cái câu hỏi này. Number one, what's your job? Nghề của bạn là gì? Chúng ta nói về nghề bởi vì mỗi cái nghề chúng ta sẽ có cái cách ăn mặc khác nhau, đúng không nào? What do you do in your job? Cái nghề của mình thì mình làm cái gì trong đó? Mình mô tả một chút xíu bởi vì khi mà mình mô tả cái việc mà mình làm á thì nó cũng sẽ cho chúng ta thêm nhiều cái ý để chúng ta nói về cái phong cách ăn mặc của mình. Vì sao mình mặc như vậy? Bởi vì mình là cái người làm cái công việc như vậy. Is the way you dress important? Cái cách mà bạn ăn mặc thì nó có quan trọng hay không? Chúng ta có động từ dress, có nghĩa là ăn mặc. Ok? Lên đồ, mặc đồ. Yes. What do you normally wear at work? Chúng ta có normally là thông thường, at work là tại nơi làm việc. What do you normally wear at work là tại nơi làm việc thì bạn thường mặc đồ gì? Thế thì bốn cái câu này thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Và đây là phần bài mẫu của cô nha. My name is Lan
and I am an English teacher. I teach English to adults in Vietnam. The way I dress is important because I need to give the right impression to my students and my co-workers. And I am also a school manager, so it's important for me to look confident and reliable. I usually wear a long-sleeved shirt, trousers, and high heels at work. What about you? What's your job? What do you do in your job? Is the way you dress important? And what do you normally wear at work? Các bạn có thể ghi ra cái phần mà cô vừa cho bài mẫu, sau đó chuẩn bị và luyện nói cái phần này, ứng dụng những từ vựng về nghề nghiệp. Và bài học này nằm trong level 4, tiếng Anh nâng cao tập 1 tại misslyenglish.com. Và nếu các bạn muốn học online với cô, muốn chọn một cái level phù hợp với mình, thì các bạn hãy nhấn vào đường link ở bên dưới hoặc gọi vào số hotline để được tư vấn. Goodbye for now, and I will see you in the next video.